Everybody wants to be someone. Everybody wants to be somebody, but I just want to be somebody to you. Somebody to you. Hey. I've been searching for something. God knows how hard I've tried, but I'm finding out all that matters now is the magic in your eyes. Rising sun hits the sky, see it open before us. Take these hopes, hold them high, every step takes you closer. Hôm nay được sự đồng ý và thống nhất giữa hai họ nhà trai và nhà gái chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức cái lễ hội, thì hôm nay là ngày 9 tháng 4 là ngày lành tháng tốt, họ nhà gái tổ chức cái lễ đăng khoa hay là lễ hội hay là lễ đính hôn, đó là danh từ chung. Thì tổ chức thì họ nhà trai chúng tôi đến đây dự lễ và có những cái mâm quả để dâng lên trước rồi cúng tổ tiên ông bà. Thì phần lễ vật thì gồm có là rượu trà, trầu cao, rồi bánh và trái cây. Chứng kiến ở đây hai quan viên hai họ, kể từ giờ phút này là con được gọi là vợ và là chồng, kể từ giờ phút này cho đấy đến trăm năm bạc đầu về sau là tình nghĩa vợ chồng gắn bó keo sơn, tụi con hạnh rất là hạnh phúc. Thì đây là ly rượu, mỗi con ly là uống để gọi là đây là vợ, bên đây là chồng, bắt đầu gọi đó quéo vô rồi gọi đó rồi đó nhúng môi là được rồi đó. Sau này thì sẽ có cuộc sống giàu sang hơn.